máy đây, người mẫu ở trang đợi ăn đủ đâu đấy rồi. Bây giờ thì quay nhá, hôm nay tôi nghỉ. Ok, cố lên. Xong. Xin chào các bạn, bây giờ thì mình sẽ setup cho các bạn những cái setup mà mình hay dùng. Mình thì dùng Ronin S là gimbal của mình. Về những body nhỏ như thế này thì hay nhau hết. Hay nhau hết đấy. Cái này là full hen hen. ABS GM lên lên của mình. Lên lên của Tùng à. Máy của Andrew đang ở sự kiện Sony. Hey we got Max from Sony. Yo. Đi leo. Nhấp xe không? Nay mình sẽ đi recap event ngày hôm nay mấy bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Sony A7C. Có ai chưa biết Nam Anh trên này không ạ? Em thử nhiều cái mà lạ quá ạ. À. Các cô, các chú, bất kỳ ai có câu hỏi gì về chuyện street photography có thể ra hỏi anh ở tận nơi, đúng không ạ? Nhưng mà trước... Chào mọi người ạ. Rất cảm ơn hôm nay mọi người đã dành thời gian đến Andrew. Có một số MV trên đấy. Mình thử đi lang thang chưa? Đợt này đi Vespa cho đỡ nóng háo. Vẫn đội con mũ này bởi vì che nắng rất là tốt. Hôm nay đến đây lấy con PC. Đến lấy con PC để làm 3D set design. Tình hình Vespa đằng trước hơi chật nên là phải buộc đằng sau. Đây là cái con PC mình vừa mới mua, Alpha PC. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về những điểm khác biệt giữa MacBook và laptop Windows và PC. Và ai cần cái gì để cho công việc nào. Cơ mà chắc mình sẽ bê con PC này về lại bàn của mình bởi vì nó to quá. Đây, chúng ta có MacBook. Và đây, mình có một cái laptop Windows HP. Và chúng ta chọn cái gì cho công việc nào? Các bạn sẽ hỏi là tại sao mình có con MacBook 16 inch này rồi mà mình phải mua con PC vừa rồi nữa. Thì đây là con MacBook gần như là đắt nhất bạn có thể mua. Gần như không phải đắt nhất. Mình thì không giàu mức đấy, nhưng con này mua mới cũng phải 70 triệu. Và đây là mình có một con HP. Tại sao phải mua thêm một con PC cấu hình như vừa rồi nữa? Con vừa rồi thì mình mua khoảng 18 triệu rưỡi. Không phải là quá đắt, nhưng mà nó là rẻ so với một con PC. Clip này mình không quảng cáo gì hết. Anh em biết là mình làm quay job TVC, mình quay fashion, mình quay hip hop. Thế là video này mình sẽ chia sẻ thẳng thắn nhất những cái mà mình trải qua, những cái mà mình thấy, những cái mình nghiên cứu được về việc bạn dùng một chiếc máy Windows, laptop, PC hay là một chiếc máy MacBook, Mac Pro nếu bạn nhiều tiền hơn. Chào mừng các bạn đến với một video nữa của Andrew Bay Bổng. Mình là một thằng đam mê quay phim hip hop, fashion, thời trang, những cái nghệ nghệ, sành điệu. Và mình có làm tech startup. Các bạn có thể follow Instagram app Nanobook để follow app của mình. Bản xịn chắc chắn sẽ ra mắt một vài ngày sau Tết thôi. Sau đợt Tết thì các anh em sẽ thấy mình nói siêu nhiều về cái app này. Như là hãy follow Instagram trước. Mình có bán dating course, khóa học hẹn hò. Anh em nào quan tâm có thể check bên dưới. Mình thì làm YouTube video rất là nhiều. Mình những cái video đơn giản từ những cái máy mà rất là đơn giản cho đến những cái máy xịn hẳn như là Arri, như là Red, quay ProRes, quay RAW. Mình đều đã trải qua rồi và mình đã trải qua rất là nhiều dòng máy từ MacBook Pro 16 inch hiện tại mình đang dùng. Trước đây mình có một con MacBook 12 inch và mình đã mua 4 cái laptop và 2 cái PC, 2 cái laptop từ Anfat. MacBook thì mình mua của Hà Nội Mac. Tổng cộng mình có khoảng 7 cái máy tính rồi. Clip này thì mình sẽ không nói đến cái chip M1 của Apple bởi vì thực sự con chip này nó quá khủng. Nó đã kiểu lật đổ tất cả những cái con chip trước của tất cả các hãng AMD, Intel. Intel là một trong những cái thương hiệu đầu tiên mà phát triển cái CPU nhỏ gọn cho máy tính như này. Và vài năm gần đây thì Intel đã bị AMD là một hãng Đài Loan bởi bác Lisa Su là một bác gái chuyên ngành về điện tử làm giám đốc. Và những năm nay là AMD đã bá đạo luôn Intel.
mà những năm trước ấy, khoảng 5-7 năm trước, bạn có một con laptop mà chip AMD là siêu kém, siêu chán, không ai muốn mua những con laptop AMD cả, thường xuyên nó kiểu on sale, thường xuyên hạ giá bởi vì nó quá yếu. Nhưng mà khoảng 3-4 năm trở lại đây là chip AMD là siêu khỏe, và những hai con laptop mà mình, hai cái con PC mà mình build ấy đều là chip Intel Ryzen, siêu khỏe và siêu rẻ. Phải nói thật, đấy là một cái sự gọi là kỳ diệu của công nghệ. Nhưng thứ ra nó cũng là kinh doanh thôi. Hãng nào mà không chịu phát triển, không chịu cập nhật thì sẽ bị những hãng khác, đấy, giống như Intel bây giờ ấy, bị AMD vùi cho xuống đáy luôn. Xong rồi Apple bùm phát có chip M1, tức là sắp hủy tất cả những cái dòng với Intel, thì Apple sẽ không dùng chip của Intel nữa. Tóm lại là bạn nào đang mua ấy thì đừng mua chip Intel bây giờ, bởi vì rất là tệ. Chắc chắn là rất là tệ về hiệu năng, về pin, về các kiểu. Nói chung là một cái máy yếu và đắt là một cái máy dùng chip của Intel. Và bây giờ chúng ta trở về chủ đề chính của chúng ta, thì chúng ta nói về MacBook và PC, laptop, Windows. Thì chúng ta sẽ nói về những vấn đề sau. Thứ nhất, chúng ta nói về giá. Thứ hai, chúng ta nói về chất lượng phần cứng, màn hình, những điều quan trọng. Thứ ba, đó chính là phần mềm, sự tối ưu, sức mạnh và sự ổn định. Tư là về pin, bởi vì điều này quan trọng đối với những bạn travel vlogger như mình cần dùng trên máy bay. Và thứ năm là mình sẽ nói lại là tổng kết cho những ai dùng máy gì, cho mục đích gì. Đấy, chia sẻ một chút về cái lịch sử mua máy của mình. Thì con máy đầu tiên trong cuộc đời của mình là hồi cấp 3, mình dùng một con máy của mẹ mình, hồi đấy cơ quan cấp cho là một con máy Intel Dual Core, siêu yếu. Siêu yếu so với hồi đấy rồi, nhưng mà mình, thực ra mình vẫn tối ưu được, mà mình vẫn dùng được những cái phần mềm 3D để mình vẽ cho cái cuộc thi của Intel. Buồn cười nhỉ, chớ trêu khi hồi đấy mình đi thi cuộc thi của Intel chứ không phải cuộc thi của AMD. Bởi vì bây giờ mình đã là fan hâm mộ của AMD, và thực sự là những con chip Intel này dùng rất chán, nó rất nóng, và chip Ryzen AMD rất khỏe. Đấy, hồi đấy mình thi giải của Intel được giải nhì quốc gia, nhưng mình dùng một con máy Intel Dual Core để mình vẽ 3D, con máy đầu tiên. Sau đấy mình dùng con HP i7 để mà mình edit video không cạc đồ họa, và mình edit những cái video đầu tiên các bạn thấy ở trên kênh YouTube của mình. 2017 thì mình mua con Asus ROG Strix, thì cũng là i7, mình không nhớ số hiệu bao nhiêu nữa, nhưng mà có con cạc đồ họa GTX 1060. Và sau đấy mình mua con MacBook 12 inch, sau đấy bán thôi bởi vì cái lỗi kẹt bàn phím của MacBook rất là chán. Thì hiện tại mới nhất là mình mua con MacBook 16 inch này, cấu hình gần như mạnh nhất, gần như mạnh nhất, và dùng rất là khỏe, cảm thấy thực sự và cảm thấy thực sự khỏe. Và con MacBook thì dùng card đồ họa của AMD Radeon 5500, con này thì là i5 không có card đồ họa. Đấy là những con máy mà mình đã trải qua. Và về giá thì tất nhiên là tất cả mọi người mình nghĩ rằng đều biết rằng những con MacBook này thực sự đắt, thực sự đắt so với cái giá mặt bằng chung. Thế nhưng đối với mình thì đắt nó sắt ra miếng. Hồi xưa sinh viên mình chưa có tiền, hoặc bố mẹ mua cho thì mình cũng không dám đòi hỏi nhiều. Mình mua những cái con laptop Windows, nói chung là cũng khỏe, nhưng mà có những cái vấn đề rất là mình khó chịu, mà mình sẽ giới thiệu ngay đoạn sau thôi. Giá thì đây, 70 triệu. Con này 22 triệu. Con PC vừa build thì là 18 triệu. PC trước mình có là khoảng 40 mấy triệu, Ryzen 5. Nhưng có một điều lưu ý là những con MacBook này bạn bán lại sẽ được giá hơn rất nhiều so với những con laptop Windows bạn bán lại. Đấy là một cái thực tế, nó giống như điện thoại iPhone là bán lại luôn được giá hơn là những cái chiếc điện thoại Android. Bởi vì cái độ support của nó, của support của các cái hệ điều hành nó khác nhau. Mình sẽ nói ngay đoạn sau cho các bạn rõ. Thứ hai là về chất lượng phần cứng, màn hình, thì đây là cái phần mình cực kỳ ghét ở những cái laptop Windows. Mình không hiểu tại sao mà những cái laptop Windows không một con nào mình sờ vào mà mình cảm thấy lên có một cái màn hình nó đủ đẹp. Rất là MacBook nó đắt, nhưng mà cái màn hình của nó rất là đẹp, nó rất là chuẩn màu. Cái độ tương phản contrast và cái độ đúng màu sRGB của nó rất là chuẩn. Và những cái con laptop này, các con laptop HP của mình, HP, sai màu tòe le luôn. Kiểu bạn bật lên bạn thấy là nó xanh lét, kiểu nó xanh lét 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 lét, nó xanh nước biển luôn ấy. Nó kiểu nó phủ một lớp gel xanh nước biển trải qua đấy. Và những cái con gaming khác thì mình biết là những cái laptop Windows mà để gaming thì nó ưu tiên cái refresh rate, tức là cái độ nháy màn hình. Tức là cho chơi game thì bạn muốn 60 hình một giây, bạn muốn 120 hình một giây, bạn muốn 360 hình một giây, thì cái hack đấy là cái độ refresh màn hình. Thì khi mà nó ưu tiên những cái đấy thì nó không ưu tiên cái chất lượng
hình ảnh, màu sắc. Thì đấy là cái điều mình cảm thấy rất là khó chịu. Kể cả những cái dòng pro creator, những cái dòng mà hãng làm cho dân vlogger creator, thì mình cảm thấy cái màn hình nó rất là xấu. Mình không hiểu tại sao, không hiểu tại sao luôn. Mà cái chất lượng build quality, cái chất lượng bên ngoài ấy, thì con HP này mình mua là nó dành cho kiểu thương gia, kiểu họ giới thiệu là cho business. Thì hồi đấy là chung là nhìn cũng gọi là được, cũng mỏng, cũng đẹp, nhưng mà nó cứ nhựa nhựa. Trong khi là giá của cái MacBook Air là tầm 1.000 đô, tầm 20 mấy triệu bằng giá con này. Bạn cảm thấy, bạn sờ và thấy cái nó mát hơn rất là nhiều, nó kiểu cảm giác kim loại. Đấy là cái mà mình không hiểu về chất lượng cấu hình và màn hình. Mình đang edit video đây, và mình quên một cái là cái trackpad này dùng rất sướng. Từ lúc mà mình mua MacBook này thì mình không dùng cái con MX Master của mình nữa, chuột. Và mình chỉ dùng trackpad thôi, bởi vì rất là tiện, rất là gọn, rất là nhanh. Những cái gesture này nó rất là tiện, chuẩn. Trackpad nó siêu to, trong khi trackpad của Windows thì nó rất là bé và dùng rất là không sướng thế nào đấy. Thế nên cho dân designer, cho dân edit video chỉnh màu như mình thì tốt nhất bạn vẫn mua một chiếc MacBook, bởi vì cái màn hình của nó quá đẹp, còn màn hình của nó quá chuẩn. Cái độ sai màu nó không bị lớn, bởi vì nó cùng với cái màu điện thoại iPhone của bạn. Ngày xưa thì mình dùng những cái con HP, mình dùng con Asus thì nó rất là khỏe, nhưng mà cái màn hình nó sai màu. Đến cái độ mình đặt cái video của mình hai máy cạnh nhau, hồi xưa mình với thằng Tùng Phạm hai thằng kiểu đi cái trip quay mấy ngày ấy, thì mình đặt cái video của mình cạnh của nó, cái màu nước biển của mình nó khác hẳn cái màu nước biển trong cái màn hình của nó. Trong thế giới Windows thì mình nghĩ rằng có dòng Dell XPS là xịn nhất trong thế giới Windows. Và ngoài ra thì có Razer thì thiết kế thì giống MacBook, nhưng mà Razer bị một cái lỗi là thiết bị rất là hay hỏng vặt. Thế nên là anh em nào mua Razer, chơi được Razer thì phải chịu cái lỗi hay hỏng vặt đấy thôi. Hỏng vặt mà Razer Việt Nam không biết sửa nào, mình không biết, bởi mình không mua Razer. Mình mua Asus dùng rất tốt, nhưng mà mình rất tiếc là cái màn hình của nó rất xấu, siêu xấu. Thứ ba, chúng ta nói về sức mạnh, sự ổn định và sự optimization, gọi là sự tối ưu hóa. Thì phải nói rằng MacBook mình dùng đến đây thì mình thấy rằng sự tối ưu hóa phần cứng và phần mềm của nó rất là khỏe. Kiểu con MacBook này dùng con VGA của Radeon rất là yếu. Mình chạy một cái game mà mình cần đồ họa 3D thì nó không chạy nổi, bởi vì các đồ họa này nó quá yếu. Thế nhưng cả cái bộ máy này nó chạy tổng thể macOS, nó chạy DaVinci Resolve, nó chạy được những cái video mà rất là mượt, rất là khỏe. Và đấy là do cái sự tối ưu hóa giữa chip và GPU. Mà các bạn thấy cái cục sạc của iPhone nó bé, à cục sạc của MacBook nó bé thế nào so với cục sạc của một cái gaming laptop không? Cục sạc của mình nó rất là to. Con Asus gaming của mình ngày xưa nó tổng cũng phải đến 4 cân, riêng cái máy đã 3 cân rưỡi rồi. Và cái cục sạc nó to như cái viên gạch ấy. Mỗi lần mình đi du lịch mà gặp cái bà chị tiếp viên check in nào mà khó tính phát là phải, ui dồi, bắt mình nhấc cái laptop ra phát là nhẹ đi được 3 cân rưỡi. Có lần mình đi từ Pháp về Việt Nam gặp bà chị khó tính, thế là lúc đấy mình biết là laptop của mình nặng 3 cân rưỡi, nó rất là to, tản nhiệt các kiểu. Và mình luôn băn khoăn cho đến khi mình phát hiện ra là Windows nó có quá nhiều nhà sản xuất, nên là cái sự tối ưu nó không được như MacBook là chỉ có Apple sản xuất thì nó tối ưu từ trên xuống dưới. Còn Windows giống như những cái điện thoại Android của bạn, có rất nhiều nhà sản xuất, mỗi nhà sản xuất nó dùng chip này lắp với cái đồ họa này, nó lắp với màn hình này, nó lắp với RAM này. Thế nên là sự tối ưu nó không được tối ưu hoàn toàn và nó tiêu tốn điện năng rất là nhiều. Một cái MacBook này mình dùng pin được rất là lâu, và một cái con laptop gaming Asus của mình thì dùng kiểu chắc chạy được 2 tiếng nó căng. Có một điều nữa cho dân chuyên, mà các bạn nào mà muốn edit sau này, có muốn làm pro, làm chuyên nghiệp, quay những cái job thương mại TVC một chút, thì những cái máy Arri, máy Red quay được ProRes, và ProRes này là định dạng của Apple. Và mình rất là sốc khi hồi trước mình edit một cái MV cho chị Min dùng ProRes 4K 4444, là cái định dạng cao nhất của ProRes, thì chạy trên một con PC gọi là 50 triệu, dùng chip i9, không chạy nổi.
Và mình kiểu oh shit, file này nặng quá. Bởi vì 4444 là cái định dạng mà nó lossless, nó không nén. File rất là to nhưng mà không chạy nổi ở trên PC. Mặc dù con PC đấy hồi đấy mình đã nghĩ là khủng lắm rồi, mình đã sắm một cái con kiểu siêu khủng để mình edit rồi. Nhưng mà rất tiếc không chạy được, lại phải convert sang proxy. Anh em nào trong ngành phim sẽ biết, nhưng mà proxy căn bản là tạo một cái phiên bản nhỏ hơn của những cái video đấy để edit cho đỡ nặng. Sau lúc nào export thì bạn nối nó sang cái bản to, thế thôi. Nhưng mà sang con MacBook này thì mình edit thẳng luôn những cái job TVC to của rồi của mình. Thẳng luôn, bật vào đây bật như một cái video bình thường. Và lúc đấy mình kiểu sốc vãi cả trường, bởi vì không hiểu sao con PC kiểu siêu to, siêu khủng, không chạy nổi. Thì lúc đấy mình biết là ProRes file của Apple chạy siêu mượt. Và các bạn thử không cần quay đến RAW đâu, cái này cho anh em, cái này cho anh em kiểu dân pro, dân chuyên này. Kiểu mình thấy RAW nó không cần thiết lắm khi mà ProRes các bạn có thể giữ được chất lượng y như thế mà nó giảm thiểu được cái vấn đề của RAW. Anyway, nhưng mà đấy là cái ưu điểm của mình. Bởi vì khi mà quay máy xịn nhất mà bạn có thể thuê thì bạn hoàn toàn có thể edit trên con MacBook của bạn. Đấy là cái điều tuyệt vời nhất đối với mình, sự tự do đi lại. Ngoài ra về phần mềm free, miễn phí, thì trên MacBook bạn có rất nhiều phần mềm miễn phí mà nó hay. Ví dụ như là bạn có thể hoàn toàn thu âm, tạo beat, đánh guitar, hát hò, đánh piano trên con MacBook bằng những phần mềm GarageBand miễn phí. Bạn có thể edit video trên phần mềm iMovie miễn phí. Bạn có thể làm những cái điều khác ở trên MacBook, có những cái phần mềm nó build sẵn trong này, nó miễn phí và nó rất là khỏe, nó rất là chuyên nghiệp. Và trong khi Windows, nhiều bạn hỏi mình rằng anh ơi, bắt đầu beginner, bắt đầu tải phần mềm gì, mình kiểu không lẽ giới thiệu là DaVinci bản free dùng siêu khó, dùng phức tạp, ai mà chưa edit cái gì mà mở DaVinci Resolve ra chắc ngất. Trong khi là iMovie của Mac nó rất là dễ dùng, nó rất là kiểu mày nhìn này, mày thả vào đây, nó là cho những người mà không biết dùng gì họ cũng dùng được. Đấy, còn Windows thì hồi trước có Movie Maker nhưng mà hình như bây giờ sập rồi. Bạn có thể tải lại trên mạng nhưng mà nó rất là cổ, nó không edit được Full HD, nó không có những cái hiệu ứng mới, rất là chán. Và phần mềm thu âm thì không có một cái phần mềm thu âm nào free cả. Thế nên là các bạn mà muốn sáng tạo làm YouTube thì lời khuyên mình là mua MacBook M1. Đối với mình thì MacBook M1, chip Apple, M1 là chip của Apple thì nó chuẩn, rất chuẩn. Nhưng mà đối với mình thì mình chưa mua, bởi vì cái lúc mà thời gian mà mình dùng thử ấy, mình mượn mấy anh bên Hà Nội Mac mình dùng thử thì có những cái lỗi phần mềm nó rất là khó chịu đối với mình, bởi vì mình dùng rất nhiều cái phần mềm khác nhau và nó chưa tối ưu được nên mình chưa mua. Nhưng mà thế hệ thứ hai mình sẽ mua, bởi vì cái sự tối ưu nó cực kỳ khủng. Và cái con máy nhỏ như thế này thôi, một con máy nhỏ như thế này, bạn hoàn toàn có thể edit được những cái thứ mà MacBook 16 inch của Intel này edit được. Còn PC ấy, PC phần cứng thì có ưu điểm là phần cứng các bạn có thể mua để làm những cái phần mềm 3D, phần mềm VFX thì nó rất là khỏe, nó rất khỏe và nó rất rẻ so với số tiền bạn bỏ ra. 70 triệu mà bạn mua một con PC nó rất là khủng lắm rồi. Mình nghĩ con PC khoảng 40 triệu là bạn đã làm VFX bét nhè luôn, không phải sợ gì. 70 triệu là thôi khủng khiếp luôn rồi. Nhưng mà 70 triệu đấy bạn sẽ phải ngồi nhà với một con PC, thay vì bạn vác được ra đường, bạn đi làm ở muôn nơi giống như mình. Mình cần edit video, vlog ở mọi nơi và khách hàng luôn luôn dí: em ơi, video xong chưa? Thì đây là bạn cần một cái máy như này để làm. Một lần nữa nhắn anh em build PC để build PC Ryzen, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Chơi nữa thì chơi Ryzen Threadripper siêu khủng. Tư, chúng ta nói về pin. Pin thì đấy, chúng ta nói sự tối ưu hóa. MacBook có phần cứng nó không quá khủng, nhưng mà sự tối ưu nó rất lớn, nên là pin nó vận hành rất là mượt. Kể cả bây giờ dùng chip Intel, sau này dùng chip của Apple, chip M1, M1X năm nay sẽ ra mắt này, hoặc là M2, không biết, tùy cách đặt tên. Thì riêng cái chip M1 của Apple đã pin nó rất là khủng, mười mấy tiếng. Và con MacBook này của mình thì cũng dùng được tương đối là nhiều, kể cả khi mà mình edit video. Và có một điều rất là hay là khi bạn dùng pin ấy thì cái hiệu năng của máy nó không giảm. Giống như các bạn mà dùng con gaming laptop, khi mà bạn edit video mà bạn không cắm pin ấy thì cái GPU nó không chạy, bởi vì GPU nó dùng quạt rất là lớn, nó dùng rất là tốn điện năng. Thế nên là khi các bạn edit video, ví dụ như là bây giờ mình đang cắm điện, mình edit video bình thường như con Mac, mình rút điện ra, mình chạy lên máy bay, thì con Mac này vẫn edit với cái sức mạnh như bình thường. Nhưng con PC gaming của mình,
Nhầm, con laptop gaming của mình mà mình edit bình thường này, mình cắm điện thì nó chạy khỏe là một chuyện, nhưng mình mang lên máy bay mình mở lên mình không có điện thì cái GPU nó không chạy, nó chỉ chạy render video bằng CPU thì nó rất là yếu, nó rất là chậm và nó vẫn tốn pin. Thì đấy là một cái điều mình cực kỳ là không thích, bởi vì không, mình không làm việc được trong lúc mình ở trên máy bay. Tóm lại thì ai mua gì, nếu bạn là sinh viên, nếu bạn là dân văn phòng, nếu bạn là người đi làm mà có nhu cầu làm việc ở nhiều nơi, bạn cần có pin trâu, bạn cần có màn hình đẹp. Nhiều khi dân văn phòng vẫn phải kiểu edit video, tạo hình, đúng không? Mấy cái công việc kiểu ngày lễ, ngày Tết cho công ty các thứ thì bạn vẫn phải cần một cái màn hình đẹp, một cái hệ phần mềm bạn có thể dễ dàng sử dụng. Thì mình nghĩ rằng bạn nên mua MacBook, bạn nên mua M1, bởi vì cái máy M1 bây giờ nó rất rẻ so với những cái sức mạnh mà nó mang lại. Thực sự luôn, năm vừa rồi Apple ra cái chip M1 đấy là khuấy đảo, gọi là phá đảo thế giới laptop, bởi vì nó quá khỏe. Và kể các bạn phải edit video chuyên nghiệp thì mình cam đoan bạn nó cân được hết. Nó cân được hết. Thế nên là đấy là cái gợi ý đầu tiên của mình cho bất cứ ai muốn mua một cái laptop. Thì bây giờ MacBook M1 nó khoảng tầm 25-27 triệu, nó là $1,000 Mỹ. Nó là $1,000 Mỹ, là tùy các bạn mua ở cửa hàng nào mà giá nó khác nhau, nhưng mà nó bắt đầu từ $1,000 Mỹ. Chỉ có dân văn phòng mà cần dùng những cái hàm Excel mà nó hardcore, mà nó siêu khó, mà nó tính toán nhiều thì các bạn cần một con laptop Windows để các bạn làm. Nhưng mà mình thì cũng không biết là nó đến mức nào, nhưng mà đấy là cái mà mình đọc được review, bởi vì mình không phải dân dùng Excel, mình dùng Excel rất là kém. Còn dân edit video thì có tiền để mua MacBook 16, nên né từ 2016 đến 2020. Trước 2020 ấy, bởi vì cái lỗi kẹt bàn phím nó rất là khó chịu. Mình thì mình đã không mua MacBook trước đấy, bởi vì cái lỗi kẹt bàn phím mình đã bị kẹt tới con 2012. Mình cảm thấy rất là khó chịu. Thế là mình bán luôn con MacBook 12 inch và mình chờ đến lúc 16 inch có bàn phím cũ thì dùng, bao không kẹt luôn. Có tiền thì quất. À, tự nhiên nói một cái nữa là MacBook, cái độ bảo hành, cái độ nuôi phần mềm của hãng rất là tốt. Như những thằng em mình quay phim ra đẹp, nó vẫn dùng con MacBook 2015 để nó edit video. Thỉnh thoảng edit 4K nó vẫn edit được. Thì các bạn phải biết là MacBook nó support cái hệ điều hành đến mức như nào và nó tối ưu đến như nào. Cái máy tính mà 5 năm tuổi, bạn tưởng tượng con laptop nào mà 5 năm tuổi mà vẫn edit được không? Mình thì nghĩ nó sẽ siêu chậm, nó siêu lag. Mình nghĩ con laptop mà của ông anh mình kiểu vài năm thôi mà đã thấy nó chậm, cái tốc độ nó chậm đi hẳn. Đấy là một cái điều cần lưu ý. Còn những bạn mà mới đi vào nghề, mới đi làm thì có nhu cầu edit video, làm nghề quay phim thì nên mua cái gì? Thì bạn nên mua một con laptop gaming. Thế là lời khuyên của mình, bởi vì mình đã sinh tồn từ con laptop Asus Gaming từ nhiều năm nay, chắc phải 3 năm. Đúng rồi, mình có con Asus đấy từ năm 2017 và đến năm 20 thì mình mua con này. Và trong 3 năm đấy mình làm rất là tốt, không ai phàn nàn về màu. Tất nhiên là mình hơi khó chịu là cái màu nó không chuẩn như ý mình muốn, và cái viewing angle, cái góc nhìn bạn không nhìn được nó rộng. Tức là căn bản là màn hình nó không đẹp, thế thôi. Nhưng mà khỏe thì bao khỏe. Thế nên là hãy mua Asus laptop gaming. Đấy là cái mà mình khuyên các bạn nên mua. Hoặc là Dell, hoặc là bất cứ hãng nào mà nó là gaming, bởi vì nó sẽ cho các bạn cái sự khỏe nhất về đồ họa cần được. Còn nếu bạn là dân làm VFX 3D thì chắc chắn là phải mua PC rồi. Cái đấy là khó mà thay thế được, khó mà có những cái con laptop nó cân được VFX 3D nặng đến mức những con PC như thế. Thế thôi, chúc anh em đầu năm mới này chuẩn bị công việc thuận lợi. Lại bắt đầu dịch, mình hơi buồn bởi vì phải hoãn con MV, nhưng mà thôi, lúc đấy ở nhà ngồi cày kỹ năng, học hỏi thêm những cái mới. Anh em nào chuẩn bị mua laptop các thứ thì chắc là cứ nhắn bên dưới, mình sẽ tư vấn cho. Thứ là mình thì không phải dân tư vấn đấy, nhưng những cái lời khuyên như thế thôi. Anh em cứ tiền nào mà vừa túi là múc. Chúc anh em làm việc vui.